Hello, xin chào mọi người. Vậy là Tết đã qua và những lễ hội đón xuân thì cũng đã hết. Mỗi người chúng ta thì lại quay lại với công việc chính hàng ngày của chính mình. Và hôm nay mời mọi người cùng mình đi xem bà con ở khu mình sau những ngày Tết họ trở lại công việc của họ như thế nào nhé. Và đây là bà con đang cấy mọi người ạ. Hôm nay thì bà con bắt đầu xuống đồng cấy vụ xuân mọi người nhé, cũng khá là đông luôn mọi người ạ. Ở cái khu mình thì nhà nào cấy thì tất cả đi hỗ nhau cấy, nhà này xong lại cấy nhà kia. Hôm nay là cái của nhà bác Quý. Đây là bà con và cũng cấy cũng khá là đông mọi người ạ. Mấy chục người luôn ấy. Cứ vào cái mùa cấy thì mỗi ngày thì cấy mỗi nhà. Hôm nay cấy nhà này, mai cấy nhà kia. Cứ thế cho đến khi hết thôi mọi người ạ. Chào anh ạ. Chào chú nhá. Hôm nay à, nhà cấy à? Vâng. Đông nhỉ? Khá đông á. Đúng là khá đông thật. Cái thôn mà hiện tại mình đang ở này thì nó cũng vào 60-70 hộ. Cho nên là nếu mà cấy, nếu mà ra hết thì cũng đông lắm mọi người ạ. Ra hết thì hàng trăm người luôn, nhưng mà cái vụ xuân này thì kiểu làm ít thôi, làm ít thì người nó cũng ra ít rồi, vụ thu thì mới đông. Đám này thì nó cũng khá to đấy, cái đám ruộng này chắc là cũng vào tầm 1.000 m², tầm đấy áng áng là nó vào tầm đấy. Ở khu mình thì cấy thì cả đàn ông đàn bà vào cấy, không như mấy khu khác mà có nhiều khu cấy thì chủ yếu là đàn bà cấy, còn ở khu mình thì không như thế đấy, cả đàn ông đàn bà cấy hết. Bây giờ mình sẽ đi quanh quanh một vòng cho mọi người thấy quê mình nó như thế nào nhá. Đây là cái đồi chè. Cái này trồng để lấy về uống thôi, chứ không phải trồng để buôn bán gì cả. Cho nên là trồng ít thôi. Bởi vì chè mình trồng mà mình khác hái về làm uống thì nó sẽ sạch hơn là chè mình mua. Bởi mình khác làm ra thì nó không có cái chất bảo quản gì ấy mọi người. Đây, một cái gốc cây cái này là cái vải thiều à. Như cái vải thiều thì phải, đúng rồi. Dưới kia bà con đang cây, dưới kia kìa. Mình thì lên tít tận trên này rồi.
Hôm nay là mình không không vào ký, là hôm nay mình bị đau chân cho nên là mình không đi hộ được, đi quay cho mọi người thấy thôi. Nhà mình là ở chỗ kia nhé, nhà mình lấy nhà kia, đây đây là cái nhà của mình. Cây mía, cây mía trồng để ăn, mía này ngon lắm mọi người ạ. Đây đây là đang vừa chuẩn bị cấy nữa. Quê mình là rất yên tĩnh. Đây xem chú này đang lừa. Chắc rất là lâu rồi nhiều anh em không thấy cảnh que nhà, những cánh đồng, những cánh đồng này, những cánh đồng ruộng này. Trâu bò thì thả rong khắp nơi như thế này đúng không? Quê mình thì nó rất yên tĩnh mọi người ạ, không có cái sự ồn ào gì hết, nó sống thầm lặng trong rừng sâu. Xung quanh thì bây giờ thì cũng keo cây các kiểu. Những cái nhà là bằng lá, chắc là mọi người đã rất là lâu không có thấy những cạnh nhà que như thế này. Hôm nay
là trời nó cũng hơi mưa 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 phùn khá là to. Bây giờ gần 10 giờ, gần 10 giờ rồi nhưng mà sương mù nó vẫn chưa bay hết đi, còn âm u. Đây là trâu, con trâu ở nhà ông anh. Mình ở đây vào cái mùa lúa chín thì rất là đẹp nhá. Vào vụ vụ sau vụ thu ấy, lúa chín thì mình sẽ quay cho mọi người thấy. Còn cái vụ xuân này thì nước nó không đủ, cho nên không làm được hết, chỉ làm một số thôi. Ôi mưa to quá mọi người ạ. Khả năng là mình chuẩn bị đi về thôi. Mưa to quá. Mưa phùn thôi nhưng mà mưa rất là to luôn. À giờ mình lên trên mấy cái đám ruộng ở nhà mình đó. Đây mọi người ơi, đây là cái đám ruộng của nhà mình. Cái đám này là nó vào hơn 1.000 mét vuông đám này. Mấy hôm trước Tết mình mới cài xong còn chưa bừa nữa, mà nước nó không muốn đủ nữa. Không biết là có làm được vụ xuân này không. Nếu mà nước không đủ thì chỉ có trồng ngô này, trồng lạc vào thôi. Đám này là hơn 1.000 mét vuông. Sào Bắc Bộ thì ba sào hay sao, ba sào rồi đúng rồi. Còn sào ở Nam Bộ thì một sào thôi. Sào Bắc Bộ một sào có 360 mét vuông hay là 50 mét vuông gì đó. Còn Nam Bộ thì 1.000 mét vuông. Đây. Bên này chú nó trồng tí cam quýt này, bưởi đây. Mấy cây gần gần đây là cây bưởi. Còn mấy cây xa xa dưới kia là cam. Trời hôm nay không được đẹp, khoai chả thấy gì luôn. Quê mình ở này thì chủ yếu là trồng cây keo, cây mỡ này thôi mọi người ạ. Rừng thì nó cũng không còn rồi, còn cũng ít này. Kiểu còn rừng ót thôi. Còn rừng nguyên thủy thì phá hết rồi, phá trồng cây. Mọi người thấy không? Những cái đồi cây, đó đống đồi cây thôi mọi người ạ. Mà quê mình lại được một cái là nó có cây vầu ấy, mọi người biết không? Cây vầu ấy. À, mùa này đang vào cái mùa nó mọc măng ấy. Cây măng, cây vầu ấy ăn ngon lắm. Nếu mà nó lên cao cao thì ăn nó còn hơi đắng đắng thôi, nhưng mà nó vừa mới trồi một tí nó lên thì ăn rất là ngon luôn đấy mọi người ạ. Hôm nay là mình định đi làm một quay một tập đi đào măng, nhưng mà trời nó hơi mưa cho nên chưa đi. Chắc là hôm nào trời hơi nắng nắng thì mình sẽ đi.
đào măng cho mọi người thấy. Mà ai có nhu cầu mua cái măng vầu thì có thể liên hệ mình nhá. Khu mình nhiều lắm, họ cũng có mua. Mua tại đây là mỗi cân của nó là hình như là 7, 8, 9 nghìn gì đấy. Đây mọi người thấy không, nãy mình nói bảo là chắc là nước không đủ để bừa cấy lúa, nước là nó chỉ được tầm này này, vào cái mùa này thì nước nó bé nên là nước về rất là bé luôn mọi người ạ. Nếu mà không đủ thì có thể là mình sẽ bừa để trồng ngô. Đây còn mấy đám dưới này nữa, mấy đám dưới này không làm kiểu làm nhiều vụ nó không tốt mấy, mấy cái đám này cũng phải ở nhà mình hết, còn cả bên trong kia nữa. Đám này còn chưa có nước nữa, kiểu cái đầu nguồn nó không xa, con suối nó bé cho nên nước là nó vào cái mùa này thì không đủ. Cái vụ thu thì thoải mái luôn, kia thì còn thừa nữa. Mấy cái đám này cũng là của nhà mình hết nhưng mà không có làm hết. Thực ra cái ruộng của nhà mình được 2 năm nay mình không có làm, kiểu lười làm ấy, nước làm nó lại có con sâu này nhiều quá, nó mất mùa. Phun mà mình phun thuốc trừ sâu thì càng phun thì nó càng có nữa chứ, nhất là cái ruồi nâu ấy, rất là nhiều luôn. Vào cái lúc lúc mà nó chuẩn bị trổ bông, ôi rồi khi con ruồi nâu rất là nhiều nhiều không thể tả nổi luôn. Ở trong nhà mà mình thắp cái bóng đèn ấy, nó bay vào bao vào cái bóng đèn đầy luôn, cho nên là mấy cái thửa của mình được 2 năm nay mình không có làm, còn năm nay thì mới làm cái vụ vụ xuân, bởi vì vụ xuân thì con sâu nó ít hơn, rồi cái con sâu này rồi nâu nó cũng ít hơn. Đây đám này mình bừa trước Tết rồi, máy bừa còn đang ở kia, cái đám mà ngoài kia cũng phải nữa, của nhà mình làm nữa. Mấy cái bánh cày với lúng tung đây này. Đây đây là ông bác làm mấy cái đám mà bây giờ cày cày hết dưới kia. Cái máy này bỏ trước Tết rồi, bây giờ cỏ còn muốn mọc lên đấy, bỏ đi chắc phải vài hôm nữa thì mình mới làm. Thôi thôi thì trời mưa quá thì mình xin dừng video tại đây nhá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua, mong là được học hỏi và theo chân mọi người cho đến thành công, và chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé.